đấy, đi làm là con cứ vứt lung tung này. Dạ, trông đủ loại, tất cả các loại. Thế bây giờ chắc là em dẫn cả đoàn mình đi tham quan một tí để cả đoàn mình xem ý tưởng gì thì tí là có triển khai luôn thì mình làm luôn. Bầu. Bây giờ để anh Quý với em đi dẫn đoàn đi với anh Thế nữa. Thế anh Thế là bên chăn nuôi. Có một anh nữa là bên trồng trọt. Bây giờ là ta đi từ đâu nhỉ? Lần đầu chưa biết giới thiệu thế nào. Vâng. Đấy là thì cứ bên, giới thiệu bên, như bình thường. Vâng. Bên kia có anh em trong khoái đâu ạ? Thôi thì cứ đi một vòng đi là đi các anh chỉ lên ý tưởng như nào thì ok mọi người nhá. Bây giờ là đưa cả đoàn đi xem một vòng ở trang trại để xem các đi, anh chị em đi. Lên ý tưởng như thế nào thì lúc ấy anh chỉ quay sau. Đấy, trước mặt thì anh em mình cứ dẫn đi đã. Bánh kèo thôi. Cứ nước ngọt với lời. Ở đây thì hiện tại bọn em đang trồng khoai với là ngô. Đấy là mấy cái cây ăn quả lâu năm. Dạ, tầm 40 hết đấy. Từ đây là ngoài cái cầu ấy. Từ đây là ngoài cái cầu mà lúc nãy ta mình đi ấy. Đây rau muống đầu kia, rau muống rồi là củ đậu. Không, cái này là chủ yếu là người Trung Quốc thôi. Mấy cái này là mình kinh doanh lên thủ đô. Còn ngô với khoai là tập trung cho dân bản. Cũng to anh ạ. Nói chung là cũng to hơn Việt Nam một tí thôi chứ không phải to quá. Nếu mà củ đậu thì to. Cà này là đồng anh em trong nhà ăn, dân không ăn. Cà phục vụ cho anh em. Đấy như cà lúc đêm mình ăn với sáng ấy, là ở đây. Chúng có đất mình đến đâu là mình trồng đến đấy rồi đúng không? Vâng. Vâng. Chỗ cỏ cũng là xa rồi. Đây, từ đây xuống dưới cái rảnh suối. Rảnh suối xa. Còn bắt đầu từ đầu cái kia mấy cái chuối này. Có ngô từ đây ngô của mình hết đấy chứ. Anh đi từ cầu đây là ngô của mình hết đấy. Đây là thanh long à? Vâng. Thế sao mình còn lấy được ở bên kia không? Cái chỗ xa xa ấy. Bên kia thì trang trại người ta rồi. Ở đây là, vâng, ở đây là đối diện đây là có 3-4 cái trang trại. Đâu? Mấy bữa đi à? Mấy bữa đi à? Giờ mình đánh cái để cho dân chạy vào bếp rồi. Đi mình đi một vòng thôi. Đây, ở đây thì thanh long ruột đỏ. Thế này bây giờ hiện tại dân cũng chưa biết là cái này cái gì đâu. Dân ở đây không biết nhưng mà trên thành phố họ nhìn thấy. Dân thành phố thì biết. Thành phố thì họ ăn nhiều. Nhưng mà họ cũng nhưng mà chỉ có nói chung là trong khi siêu thị chỉ có Việt Nam với Trung Quốc mua. Thì đúng thật. Chứ quả này đắt thế dân làm gì có tiền đâu mà mua. Dân sẽ kiếm mấy đồng mua bột ngô để ăn chống đói. Bên này có tiền mua thanh long. Đầu. Củ đậu là cũng trồng nhiều phết. Trồng khoai lang kìa. Dạ, cái dạ. Khoai này là mình cắt ra để mà phân phát cho dân bản ấy. Cái ấy. Giống. Cái giống. Dây khoai. Cái dây khoai ấy.
thuê làm hay là người dân bản? Tàu hồ ấy là thuê, thuê. Còn những người mà dân bản mình giúp đỡ là những nơi khác. Tầm đâu đó là cũng như thế này, cũng mô hình như thế này. Tầm 3-4 cái nông trại lớn như này đấy. Là cũng kiểu là chia từng hộ một đến để mình hỗ trợ ấy. Mình hỗ trợ về kỹ thuật đấy. Vâng. Đây nói chung là một phần chỉ nhân giống. Nhân giống cho đi khắp các bản thôi. Vâng. Thì cái khoái của mình nhân tố, còn cái khoái của hồ nhà nó nhỏ lắm. Người ta trồng kiểu người ta chưa có kinh nghiệm ấy, người ta cứ trồng trong trong năm dưới đất nên người ta không lên luống. Đấy cho nên là khoai nhỏ với củ ít. Đấy mình trồng cái kiểu như mình đấy là đến lúc mình cho cái người ta cắt cái cả cái nông trại khác đến này cắt cái dây này để về lại trồng. Bảo vệ đã trồng dạ. Còn đây là trồng ngô gì? Trồng ngô về dưới cái đấy, về dưới kia là ngô chuẩn bị thu hoạch. Hai thông thang bảo vệ đây là 4 người. Mua cho cái ống nhòm này này. 4 người là họ đi đứng kia để mà kiểm soát. Ta cứ đi vòng vòng là cho các anh chị tham quan để tí anh chị lên ý tưởng như nào. Chơi này cắt cứ ngày nào cũng cắt mà lên kinh khủng. Đất tốt. Đất tốt. Tốt đấy. Cái cỏ lên khiếp ấy. Tội là thiếu nước thôi. Cỏ như mố này mố lên làm kịp. Cỏ này làm hai lần đấy này. Nước ở đến kịp lắm. Tự nhiên ấy. Trên này cũng có cỏ thì tự nhiên. Khi mà mùa khô thì à mùa khô thì bọn em mà chăn nuôi với là làm kiểu mô hình nó nhỏ thôi, lấy nước suối làm thôi. Đấy, mình đi sang đặc bên sản này, của Angola đấy. Đi sang bên này. Một tay là bồng con đấy, một tay là cho con bú. Ôi đây dây tốt này. Tốt thế này. Chào các bạn. Chào các bạn. Giờ con rắn này thôi bỏ chạy gà chứ thật. Giờ mà thấy rắn này bỏ chạy gà. Dạ. Bác khép một lốc nước ngọt trên vai, chào các bạn. Thế luôn là... Thật, lúc nãy vào quên là mua bánh. Mua bánh cho các em. Chú Đu Bê, ui mồm toàn đất. Ôi giời đấy, đi làm là con cứ vứt lung tung này. Con ngồi xó. Con hò cứ bò ra mùi. Cơm với lạc. Ăn cơm với gì đấy? Lạc. Đậu khô. Đậu hầm. Con đi làm là cứ... Như con mình ở Việt Nam tầm này phải bế đút. Chứ bên này... Vứt đâu ngồi đấy. Ăn xong tí ngủ ra. Bên này như cái 7 tháng nó... Mới đẻ nó đưa ra ngay rồi. Mới đẻ đưa ra khoe rồi. Lôi gì đây này, ngày xưa nuôi thế này. Chào nhận anh em. Lôi. Phải gì này. Đấy, bột ngô đấy, bột ngô lấu. Đậu hầm. Đỗ hầm ấy. Đây thì mía thì... Mía dày quá nhỉ. Thu hoạch xong. Nhờ lên nhanh thôi. Mang giống mía tím ở Việt Nam sang trồng không? Đây mía tím đây. Mía tím ở Việt Nam tím ngắt luôn ý. À. Mềm ơi, mềm ăn bằng... không còn dao ấy. Đây ngọt phơ đồ luôn. Phát tía dạ, không, cái này là bản. Mang em luôn ra bán cho người dân các bậc mía. Xem bới quả củ đậu coi có phục. Có như cái đĩa đĩa ăn này. Ra thăm cá quay xem đến đâu rồi. Em sợ nước đục nhìn thấy. Nước đục do nước đỏ mưa chảy xuống đục. Đấy từ lúc ấy giờ là nước đục rồi. Để xem mà. Giờ để có thời gian. Sát đã. Có thời gian người ta. Sát đã. Em tắt nước đi xong rồi đấy.
Ba đa. Đâu không sao. Đây là nào, cú đầu à? Cú đầu gì ạ? Kẻ vừa thôi mấy. Không, không kẻ được rồi. Nào úp cho. Đứt đấy. Anh nghĩ sẽ đứt bị đứt. Ui, xấu lắm. Cũng to rồi chị ạ. Cái này chắc là cũng to rồi. To rồi từng này. Đây này. Chuyên gia nông nghiệp mới phát một. Đâu ra chăn nuôi thì mới cổ đầu. Nông nghiệp đứng sau chứ nói gì. Ở trên ấy còn nhỉ? Trên nhiều lắm. Nhiều không? Cũng to đúng không? Để tí ở lên. Này ăn được rồi. Lên xong rồi có trồng lại xuống được không? Không. Để lên lại thôi. Trồng bằng hạt gì ạ? Yeah. Tí lên xem củ đậu bên kia. Những cái đĩa. Cái này đất phát cát trông nó mới lớn được. Những cái đĩa. Chứ cái đất này thì nó cũng lớn nhưng mà phải đợi. Củ này bé nó bé mà. Cây đây đâu? Cây. Để mình lấy về một tí anh chị thử. Đâu tí là đi lên kia luôn, lên kia đầy luôn. Củ đậu những cái đĩa luôn mà. Không nói phé đâu. Việt Nam làm gì có củ như thế, lấy đâu ra? Nó bằng như này chứ mấy? Việt Nam bằng như này chứ mấy? Chỗ cái mương mình đi qua rồi câu gỗ đấy, nó chảy về đấy, nó chảy qua ao. Cái này mua máy trồng khoát ra. Mốt là lấy máy về là cho máy đi tuốt luôn, máy tuốt luôn. Máy hình như đang ở xuống từ luôn đao xuống hông bu đúng không? Sáng nay bắt đầu đi rồi. Sáng bắt đầu đi á. Hả? Dạ. Không à? Không phun được anh. Không biết là nước có đủ không nhưng mà phun vài phần lượt nữa. Vâng, tự nhiên nó lớn. Trải mua hay. Trải mua là xấu. Mình có lên bắp được không? Không lên bắp được. Bò đi. Ê, chúng ăn là cứ đưa đoàn đi tham quan nha mọi người. Tham quan giờ khô luôn này. Đây đẹp đây, ngu như kia. Cái này để khô để thu hoạch anh ạ, chứ không thu hoạch tươi. Để khô là tách hạt luôn. Trồng khoai đấy anh. Trồng khoai. Nhưng mà trong cái khu vực này là đất của trang trại hết đấy, từ đầu kia mà ra ngoài cầu. Nói chung tất cả cây cối ở đây là đều ở trang trại hết. Trồng cùng khoai ạ. Đây đây đây, mang khoai ra kìa. Mang khoai ra để trồng thêm để nhân giống ấy. Đặc biệt là không bê tay nhá. Cái này quen rồi. Quen việc rồi. Mình không ở đây thì nó bao giờ làm được như thế đâu. Mình thì có người vào giao việc sớm làm việc trước giao việc rồi. Sáng vào là giao việc một lượt. Bao nhiêu người làm việc này, bao nhiêu người làm việc kia. Có. Giấy mà đau. Tự duy trì là sao chị? À chi á, thoải mái. Tức là tự nó nuôi được nó. À không, em phải bù vào chứ, em phải có nghề khác bù vào nữa chứ. Chứ làm sao mà tự nuôi được. Bây giờ là làm cái gì nó cho cái đấy thì chỉ nói chi cái thu cái gì. Thu cái gì để chi. Đấy, lương thực thực phẩm cho dân mới là giống thôi. Tại vì căn bản là mình mở cái này ra ấy, thì cũng cốt là nhân giống cho những cái nông sản, nông trại khác. Rồi nông trại khác là từ làm. Làm là chưa. Còn 100% ở đây 2 năm nay không có lợi nhuận nhá, không có lợi nhuận luôn. Vâng, vai trò nhân giống thôi. Nhân giống với là tạo công ăn việc làm. Chúc bà Túc Bay. Vâng, vâng, dạy họ cách làm. Chúc Bay này. Đây là trưởng bản của bản này. Cái bản khu vực này. Sì, visita. Đây vô cùng là xả chứ. Tí là phỏng vấn trưởng bản luôn, trực tiếp phỏng vấn trưởng bản luôn cũng được. Rồi. Vua Vietnamese Pamela vai visita đi. Sì, để vô cùng là xả số bà vô cùng chứ. Dạ. Vô vô mặt là tu du beso bay. Vâng.
Đấy, lôi đây, lôi. Cuốc kìa. Nghề của lôi kìa. Cuốc đất. Hả? Dạ. Lùm rưỡi, lùm rưỡi. Hai lùm được. Đâu à? Chào các bạn. Tụi bay. Thằng khoai nhiều nhỉ? Từ ngày rất là nhiều đấy. Phải có tưởng bản ấy, hô hào như thế nó mới sung cái sáng vậy đang buồn ngủ ấy. Như mình đây sáng là còn buồn ngủ ấy. Đồ khoai của cũng nhiều đấy. Cái này là lôi cuốc đi. Đất đây. Không có cuốc à? Vâng, tôi mà. Quay giờ luôn à? Có ông này đang quay tí chị xin tình của ông ấy. Em tưởng là đi một vòng một tí là làm sao chứ? Được cái gì thì được cái gì. Thế thì chụp ảnh xong là tí là lại phỏng vấn tiếp. Tại vì nhiều khi mình cứ dự định thế xong đến lúc mình quay lại họ lại nghỉ ăn trưa rồi ấy. Rồi, được. Em mà lại em cuốc. Tương tá cuốc đất cũng được. Mấy anh em ta vào vào cuốc. Vào cuốc. Cho lôi cái lôi cuốc đâu? Cuốc. Bắt đầu. Bây giờ phải đứng như nào? Vâng, con này bay lâu chứ. Lôi cầm cuốc ấy, cầm cuốc ra đi. Cuốc đâu ấy? Em à. Thôi đi ấy thôi, bỏ rau thôi. Ấy thôi, anh em ta là đi hướng dẫn. Sao lại giặt đấy, giặt xuống à? Chứ không để nằm à? Các anh các chị muốn xin ít hình ảnh. Giặt xuống à? Lôi giặt xuống em. Dạ. Cô có cô ấy của không? Bác chào. Chào hỏi. Cái này nữa rồi. Cảm ơn đến thăm. Cái này cắt ngắn nữa. À. Tương thức bản em không biết luôn. Bỏ một thôi à? Khoảng 20 phân. Cái gì dài như vậy này. 20 phân. Cứ điều thế đi làm rồi chứ. Chắc là không để nằm. Mà mới khói. Không để nằm. Để mình lấy. Nếu mà để trông là gì khoai này hơi dài. Dài. 2-30 phân. Bỏ càng 5 cái dí dưới đất càng nhiều thì càng tốt. Rồi. Chỉ cần 2 mắt nằm dưới đất là nó sống. Làm nông nghiệp khổ lắm các cô các chị ơi. Bát bơ. Nó đã hồ to lên cái hồ cà rầy.
Ok nha mọi người ơi, hiện tại thì trời đang mưa. Đoàn đang ở đâu kia, đấy, trú đầu kia, đầu xa xa cái chồi. Mọi người mưa to quá nên là phải vào thôi. Hiện tại là mới quay được một chút cảnh đầu cây khoai đấy. Quay mấy cái phim tư liệu này, ôi ôi, đấy, mệt phết đấy. Quay lâu phết đấy. Quay mấy tiếng đồng hồ mà có mấy phân cảnh thôi các bạn ạ. Không phải là như vlog của anh em mình cứ mở máy lên là nói. Bây giờ anh thấy đang soạn ít chuối cho dê, với là tí nữa người ta bảo quay bò ấy. Xem coi có gì cho bò ăn không, tí anh em mình vào cho bò ăn. Đấy. Chơi bữa cho nên sáng thả được có tiếng hô à. Thì, mục đích đoàn đến đây thì ban đầu là mình cho đoàn đi khảo sát thì đi đến cái phần khoai thì anh chỉ bảo là thôi đưa máy ra quay luôn đi. Thì quay mà vài khúc phân đoạn đầu kia rồi là tí đi đến đâu thì mình quay đến đấy. Quay xong một tí rồi lại mưa. Chương trình thì sẽ theo đoàn, mình cũng bố trí rồi là ở trang trại mình là quay. Còn ở chỗ anh Đông Bao Lù nữa, ở bên kia. Với là chỗ anh Linh Philip là có thêm lúa với gì ấy. Thì thành công cái vụ lúa ấy thì mình cũng giới thiệu qua về tất cả các anh chị rồi. Thì anh chị bảo là quay trang trải xong rồi đến chỗ anh Đông một tí. Rồi sau đấy là đi ra chỗ anh Linh Philip. Chỉ quay ba nơi thôi. Và ba nơi quay mình nghĩ là quay cũng 2 ngày đấy. Nhưng mà chắc là sẽ lấy đến video tầm vài phút thôi. Anh em mình xuất hiện vài phút thôi. Trong phim tư liệu thôi. Rồi cứ ấy á, trú mưa đó. Lúc nào tảnh mưa thì sẽ quay tiếp. Đang còn quay phỏng vấn nữa. Ui dồi ôi, quay phỏng vấn nữa các bạn ạ. Phỏng vấn nhiều lắm. Nói líu hết cả lưới. Ồ, hình như đoàn đang quay này đúng không? Hình như đang đi quay rồi. Đầu kia kìa. Dạ. À. Cái này à. Giờ sát bằng ở đây nhỉ. Coi cẩn thận tay rớt đấy. Đấy. Tá bom. Coi cũng thụt ra ấy không. Đấy. Chỉ cần bày hướng dẫn anh em tí là sau thành thảo ngay, có vấn đề gì đâu. Ở chặt nhìn cầm được ngay à? Đây, dân về hết đây này. Mọi người là đang trồng dây khoai ở dưới ấy. Lấy dây khoai để trồng ấy. Bây giờ mưa to thì cho mọi người vào thôi chứ bây giờ đứng ngoài kia. Ok thì đợi tí nữa anh chỉ quay cái gì thì mình bảo Đức Anh quay sót lại cho mọi người xem trước nhá. Nhá hàng trước để xem như thế nào ấy. Cũng là kiểu là phỏng vấn thôi. Phỏng vấn anh em với là quay một chút cảnh người dân làm thôi. Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Sau người ta sẽ lồng ghép.
sẽ di chuyển qua chỗ anh Linh Philip để xem lúa. Như đợt này mưa lắm, mà không biết là ngày mai người ta có quay nữa không nhỉ? Không biết tại sao thấy lịch trình là mùng 8 à? Mùng 8 hay mùng 9 nhỉ? Mùng 8 lên Luân Đa. Mùng 8 là lên Luân Đa rồi mà hôm nay là mùng 7 à? Mùng 7. Ừ, thế thì ngày mai còn gì nữa? Thế là ngày mai, thế thì hôm nay là không trọn vẹn xong được rồi. Đi thăm con trang trại mà đã đi thăm hết đâu. Chưa đi. Mưa. Chưa đi được. Mưa rồi. Giờ di chuyển ra ruộng lúa cái nào. Bây giờ là cứ di chuyển ra ruộng lúa đó rồi tính sau. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Đấy. Thì, do là một số phân cảnh ấy là không quay được, tại vì bên đài truyền hình đã quay rồi, không muốn lộ cảnh quay của người ta ấy, thì mình không quay được hết, mong các bạn thông cảm nhé. Ok, mọi người cùng chờ đón trên đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam nhé.